Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 4, thị trường vàng thế giới trong xu hướng đi ngang tại vùng 1930 đô la Mỹ. Thị trường xuất hiện áp lực bán vàng lớn khi lợi suất ổn định ở quanh mức đỉnh nhiều tháng tại 2,4% ở tại thị trường trong nước, giá vàng điều chỉnh nhịp giảm liên tục. Khi ngày hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua bán với mức giảm từ 50 cho đến 200 000 đồng một lượng. Qua đó, ở chiều mua, giá vàng miếng SJC giao dịch tại 68 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 800 000 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở chiều mua 68 triệu 200 000 đồng một lượng chiều bán 68 triệu 850 000 đồng một lượng giảm 100 000 đồng một lượng ở chiều mua chiều bán điều chỉnh giảm 150 000 đồng một lượng biên độ giao dịch ở chiều mua ở chiều bán là 650 000 đồng một lượng giá vàng SJC tại PNG giảm 100 000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua ở chiều mua hiện đứng tại mức 68 triệu 200 000 đồng một lượng chiều bán 68 triệu 800 000 đồng một lượng biên độ trên lệch ở chiều mua và chiều bán là 600 000 đồng một lượng Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên hiện trước. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Viên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 800 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1927,6 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 5 đô la với tỷ lệ 0,26%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1925 đô la Mỹ và cao nhất 1933 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 46.600 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 99 điểm. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã nhảy vọt lên mức 2,463% một năm, trong phiên đã tăng 2,75%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 104,5 đô la Mỹ một thùng trong phiên cũng đã tăng 0,79% giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.150.000 đồng một lượng chiều bán 68.800.000 đồng một lượng tại Báo Tín Minh Châu giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 60.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 68.160.000 đồng một lượng, chiều bán 68.790.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SEC tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.400.000 đồng một lượng, chiều bán 68.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 200.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.250.000 đồng một lượng, chiều bán 68.650.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chỉ những những các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở chiều mua là 100.000 đồng một lượng, chiều bán giảm 150.000 đồng một lượng. Theo đó, vào chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68.170.000 đồng một lượng đến 68.220.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 68.850.000 đồng một lượng đến 68.900.000 đồng lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Giảm 100.000 đồng lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.750.000 đồng lượng Chiều bán 55.650.000 đồng lượng Vàng nữ trang bố số 9 giảm 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 54.450.000 đồng lượng Chiều bán 55.250.000 đồng lượng Vàng nữ trang 24K giảm 99.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53.403.000 đồng một lượng, chiều bán 54.703.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K giảm 75.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 39.592.000 đồng một lượng, chiều bán 41.592.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K giảm 58.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30.364.000 đồng một lượng và 32.364.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K giảm 41.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 21.192.000 đồng lượng, chiều bán 23.192.000 đồng lượng. Thưa các bạn Giá vàng đã giảm vào đầu tháng 4 do lợi suất trái phiếu của Mỹ lên đỉnh 2 năm và mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là giàu cũng giảm giá. Thị trường tài chính thế giới đang theo dõi sát lợi suất trái phiếu của Mỹ và có nhiều dự báo về một sự đảo chiều khi mà khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Trong quý 1 năm 2022, thị trường vàng diễn biến tích cực với cú tăng hơn 6%. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong quý 2 với mục tiêu là 2.000 đô la Mỹ. Vàng hiện đang ở quanh mức 1.930 đô la Mỹ và giá vàng trong nước ở sát mức 69 triệu đồng một lượng chiều bán. Nếu như giá vàng thế giới trở lại ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao, nhiều khả năng giá vàng miếng SJC trong nước sẽ phá đỉnh lịch sử trên 74 triệu đồng một lượng. Bên cạnh đó, tuần này giá dầu thô đã tăng hơn 3% vì giới đầu tư lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn khi căng thẳng leo thang tại Ukraine gia tăng, gây áp lực đối với các quốc gia phương Tây trong việc áp lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, vốn là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng lên. Các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga về việc người mua tránh sử dụng dầu của Nga đã dẫn đến việc giảm sản lượng và làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm lớn hơn giá dầu đã sụt giảm khoảng 13% vào tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden thông báo sẽ giải phóng lượng dự trữ dầu kỷ lục của Mỹ và khi các thành viên cơ quan năng lượng quốc tế cam kết sẽ giải phóng thêm dự trữ dầu thô. Giới phân tích nhận định, chiến sự tại Nga và Ukraine kéo dài có thể sẽ thúc đẩy Mỹ và Liên minh châu Âu thực hiện nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga, bao gồm cả việc xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của nước này. Từ đó, giá nhiên liệu và năng lượng gần như là không thể hạ nhiệt, khiến cho thị trường lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục leo thang, thúc đẩy giới đầu tư tài chính đưa vốn vào vàng, để phòng ngừa rủi ro do lạm phát gây ra. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like và hãy bấm đăng ký kênh nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.